Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2948 về việc tăng cường quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ. Theo đó, Sở Công Thương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử theo các kế hoạch của tỉnh về việc đưa sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai lên sàn thương mại điện tử giai đoạn 2022-2025. Phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, cung cấp thông tin dữ liệu các tổ chức cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn trên hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương http://online.gov.vn. Cục Thuế tỉnh Lào Cai rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử kê khai, nộp thuế theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về thương mại điện tử, thuế.